Hello, xin chào các bạn. Có lẽ đây là cái video mà các bạn mong chờ nhất từ My. Và đó là video về dưỡng da. Vì video này của My thì có lẽ sẽ dài hơn cái video của năm ngoái một xíu. Vì My cố gắng làm 10 bước skincare của Hàn Quốc, nên My sẽ chia làm 2 phần. Phần 1 là sẽ về bước tẩy trang, và phần 2 sẽ nghiên về bước dưỡng da nhiều hơn. Hy vọng các bạn sẽ thích hai video này của Hàn My nha. Và chúng ta hãy bắt đầu thôi. Bước đầu tiên sẽ là bước tẩy trang. Và My nghĩ là bước tẩy trang là bước quan trọng nhất, vì nó sẽ xóa sạch đi những cái bụi bẩn hàng ngày, mà xóa đi được cái lớp trang điểm dày. Thì nếu mà các bạn tẩy trang kỹ thì sẽ không bị mụn, mà sẽ làm cho da sạch và mịn hơn. Trước khi tẩy trang thì các bạn nhớ rửa tay bằng xà bông và tháo lens ra trước nha. Đây là sản phẩm tẩy trang yêu thích của My, đó chính là Clinic Zero của Manila Co. Đây là sáp tẩy trang. Sản phẩm này có thể loại sạch bụi bẩn, mascara và thậm chí là kẻ mắt chống nứt. Sau khi các bạn đã chà cái này vào toàn bộ mặt và massage để làm tan đi cái lớp makeup, thì các bạn sẽ rửa lại với nước. Và lúc mà rửa lại với nước thì nó sẽ chuyển thành một lớp giống như là sữa vậy đó, và cái đó giúp cho da mình mềm hơn. Sau khi đã sử dụng sáp tẩy trang thì My vẫn muốn chắc chắn là cái lớp makeup của My không còn nữa, thì My sẽ sử dụng nước tẩy trang. Và nước tẩy trang My hay sử dụng là Tefasta. Và đây là My cũng xài cái beauty water này để làm nước tẩy trang. Thường thì mọi người hay xài beauty water làm toner, nhưng mà vì My thấy tẩy trang thì nó làm sạch và dịu da hơn là làm toner, nên My thường dùng beauty water và Tefasta để tẩy trang. Sau khi đã hoàn thành xong hai bước tẩy trang thì My sẽ đến bước thứ ba là bước rửa mặt. Cái bước này thì cực kỳ quan trọng trong mỗi ngày luôn, vì nó có thể tẩy đi tất cả các bụi bẩn hay là những cái makeup mà sáp makeup hoặc là nước tẩy trang không có thể làm sạch được. Thì cái bước cuối cùng này là sẽ là cái bước tẩy đi hoàn toàn. Và My thường sẽ sử dụng cái gel cleanser này của COSRX, tại vì cái này là có độ pH rất là thấp, và My có thể sử dụng buổi sáng và buổi tối cũng đều được, nên là My rất là thích cái sản phẩm này. Và My không rửa mặt bằng tay, My sẽ rửa mặt bằng máy rửa mặt, vì làm sử dụng máy rửa mặt sẽ làm cho da sạch hơn và sẽ không bị mụn. Vì có những lúc mà lỗ chân lông nó bị to ra thì sẽ có nhiều bụi bẩn như thế, và tay mình không có thể nào mà rửa mặt sâu đến mức mà có thể loại đi cái lớp bụi bẩn đó, thì máy rửa mặt sẽ giúp chúng ta. My có hai loại máy rửa mặt. Cái này thì là loại máy xoay. Cái này là sẽ có một cái lớp brush rất là mềm. Thì cái máy này thường sẽ tẩy luôn da chết của My, nên là My chỉ sử dụng máy này 3 lần một tuần thôi. Và cái máy này có 3 lớp. Cái máy này thì My mua trên Amazon, nhưng mà hôm bữa My kiếm lại để link cho các bạn thì người ta đã không bán cái máy này nữa. Nhưng mà cái máy này nó rất giống như cái Therasonic Mia 3, vì cái này có 3 cái mode khác nhau, là thấp, vừa và cao. Nếu mà sử dụng cái máy này thì mình sẽ xài 15 giây ở trên trán, 2 má 20 giây, mỗi má 10 giây, và cầm và mũi thì là 10 giây. Và cái này nó có để cái chế độ là 1 phút thì nó sẽ tắt, nên là rất là tiện cho My. Thì My chỉ nghe cái tiếng beep là My đã biết là 10 giây My sẽ chuyển qua cái phần khác ở trên gương mặt của My. Và cái này thì My lưu ý là các bạn có da nhạy cảm hay là da khô chỉ nên xài 3 lần một tuần thôi. Và nếu các bạn có da dầu thì có thể xài 4 lần một tuần. Thì đối với các bạn mà xài cái này 4 lần một tuần thì My khuyên là nên thay cái đầu cọ này thành cái đầu cọ dành cho sử dụng cho da thường hoặc là da dầu, thì nó sẽ cứng hơn, vì cái đầu cọ này rất là mềm, chỉ sử dụng cho
cho da nhạy cảm hoặc là da khô thôi. Những cái hôm mà My không có sử dụng cái này thì đây là cái sản phẩm mà My sẽ sử dụng nhiều hơn. Thì cái này là cái đầu cọ, nó làm bằng silicone và rất là mềm và tốt cho da vì nó massage từng cái lỗ chân lông rất là kỹ. Cái này thì là tên là Purple Lisa, thì cái này My mua ở Việt Nam. Thì My có để link ở dưới cho các bạn tham khảo. Thì cái này thì My sử dụng cả sáng lẫn tối. Đối với cái này thì cái cọ nó sẽ tạo bọt cho chúng ta, thì chúng ta không có cần tạo bọt nữa. Còn đối với cái này thì nó rất là mềm và rất là tốt cho da nhạy cảm, nên nhưng mà nó không có tạo bọt cho mình, nên mình sẽ lấy một xíu cái này cho vào tay tạo bọt trước, bôi lên mặt và sau đó massage bằng cái này. Thì cái mốt ở trên này thì nó khác với cái kia một xíu. Nó sẽ có 10 giây ở mỗi má trước, sau đó 10 giây là trán và cằm, và sau đó 10 giây nữa sẽ là mũi và xung quanh cái gương mặt. Các bạn chú ý là khi mà rửa mặt thì các bạn nhớ rửa luôn tay và cổ, vì các bạn cũng make up trên tay và cổ. Và tẩy trang cũng vậy, nhớ rất là kỹ là tẩy trang cả tay và cổ, nếu không các bạn sẽ bị lão hóa nhanh cái vùng cổ. My rất thích cái sản phẩm này, một phần tại vì nó có rất là nhiều chế độ rung. Nếu mà My đếm sơ sơ thì hình như có 10 chế độ, thì thường thường My sẽ sử dụng cái 6 hoặc là 5 cái ở giữa. Và cái phần nào mà lúc mà có mụn thì My sẽ sử dụng cái thấp hơn khoảng 2 và 3 cho cái phần đó nó không có bị tổn thương da. Thì My rất là thích cái này vì có thể xài cả ban ngày và ban đêm. Sau khi đã tẩy trang, rửa mặt và tẩy da chết thì My thích nhất là phần đắp mặt nạ. Thì mặt nạ của yêu thích của My thì là cái Clay Mask này, Innisfree. Cái này thì My chỉ sử dụng những cái ngày mà trời nóng hoặc là My phải đi ra ngoài nhiều hoặc là make up nhiều thì My sẽ sử dụng cái này. Vì cái này nó rất là dày và sau khi sử dụng thì nó có cảm giác là rất là lạnh, cái gương mặt của mình rất là sảng khoái. Nhưng mà cái này lúc mà lấy ra thì hơi khó một xíu, nên My chỉ sử dụng khoảng 1-2 lần một tuần thôi. Còn cái này thì My sử dụng hầu như là hàng ngày. My xài cái Lululun mặt nạ của Nhật. Thì cái này tốt cho sử dụng hàng ngày và ban đêm. Và cái này là loại dưỡng ẩm cao, vì da My là da khô nên My rất thích xài cái này. Đối với cái mặt nạ này thì các bạn có thể sử dụng mỗi ngày trong tuần, nhưng mà vì Việt Nam thời tiết hơi nóng nên My chỉ sử dụng cái này khoảng 3 lần một tuần thôi. Và cái này thì My sử dụng 1-2 lần. Còn 2 ngày còn lại thì My để cho da nghỉ và da thở. Năm ngoái lúc mà My về thì My có bị cái mụn ẩn dưới da. Và có nhiều bạn là hỏi là tại sao My có thể hết được cái mụn ẩn đó. Thì My hết cái mụn ẩn là tại vì My có xông hơi. Thì My cho một xíu nước lã và một nửa trái chanh vào trong một cái nồi nước, nấu lên. Nấu khi mà đợi nó sôi rồi thì My lấy ra, My chùm một cái khăn tắm to lên đầu và mặt, và chúi cái mặt xuống. Thì My để cái đó khoảng 5 phút đến 10 phút mỗi sáng trong vòng 7 ngày. Còn mỗi tối thì My xong rồi My coi có cái mụn nào thì nó lồi lên không. Thì nếu mà cái mụn đó nó lồi lên thì My sẽ kêu mẹ là nặng ra cho My luôn. Thì lúc đó thì nó có hơi sưng một xíu, nhưng mà vì đã xông hơi và làm nở lỗ chân lông nên là không có để lại sẹo hay là thâm lâu. Và chỉ khoảng là 1-2 tháng thì My đã hết bị thâm. Và lúc mà My làm như vậy, xong như vậy và nặng ra thì cỡ 1-2 tháng là nó sẽ hết thâm. Dù nó lâu hơn là cái cách mà lâu hơn những cái mụn bình thường khác, nhưng mà lúc mà nặng ra được cái ngòi của nó rồi thì nó sẽ không có mọc lên lại.